là những ngôi sao nổi tiếng nhất nhì ở Việt Nam. Những nghệ sĩ này lại khiến mọi người bất ngờ khi cho biết tuổi thật của mình. Mặc dù là bạn cùng trang lứa, nhưng họ lại có vẻ ngoài rất khác nhau. Người thì năng động trẻ hơn tuổi rất nhiều, người thì giản dị trông cứng tuổi hơn những người bạn còn lại. Thậm chí khán giả còn lầm tưởng họ phải chênh lệch nhau cả chục tuổi. Danh hài Hoài Linh, ca sĩ Lý Hải và MC Quyền Linh. Cùng sinh năm 1969, nhưng so sánh về vẻ ngoài của Lý Hải và danh hài Hoài Linh cùng MC Quyền Linh, mọi người cũng nhận ra sự chênh lệch đáng kể. Hoài Linh có phần già hơn khi so sánh ngoại hình với những đồng nghiệp cùng tuổi. Nhìn hình ảnh, mặc dù Lý Hải đã cùng tuổi với nam danh hài, nhưng trông anh khá trẻ trung, không ai nghĩ anh đã 50 tuổi. Có lẽ do Hoài Linh tất bật chạy show, ăn uống không đầy đủ mà thân hình anh càng ngày càng gầy gò và ốm yếu. Chính vì vậy mà trông anh già hơn so với các bạn đồng trang lứa. Ngoài việc được sở hữu gương mặt lão hóa ngược thì cách ăn mặc cũng góp phần giúp nam ca sĩ trọn đời bên em trông trẻ trung hơn hai đồng nghiệp còn lại. Hoài Linh và Quyền Linh đều lựa chọn những trang phục giản dị, gần gũi với đời thường mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Ca sĩ Đan Trường và danh hài Xuân Bắc. Anh Bo Đan Trường và danh hài Xuân Bắc đều sinh năm 1976. Thế nhưng Đan Trường có phần trẻ trung hơn với nhan sắc không hề bị già đi. Anh Bo luôn được xếp vào danh sách các sao nam trẻ lâu của showbiz Việt. Và cũng bởi sự trẻ trung vượt thời gian, nên mặc dù bà xã kém anh 10 tuổi nhưng vẫn bị chê già hơn chồng. Chính vì vẻ ngoài trẻ trung như vậy, anh luôn bị lầm là đàn em khi so sánh với Xuân Bắc. Không thể sánh được với vẻ ngoài của Đan Trường, nhưng danh hài Xuân Bắc lại có một suy nghĩ tâm hồn khá trẻ trung. Nam danh hài có nhiều tài lẻ và anh luôn gây ấn tượng với khán giả bởi sự hài hước, nhí nhảnh của mình. Diễn viên Kim Lý và danh hài Trường Giang. Kim Lý được biết đến là diễn viên qua nhiều bộ phim nổi tiếng của Trương Ngọc Ánh. Đồng thời anh sở hữu ngoại hình cao ráo cùng body 6 múi khỏe khoắn, thu hút nhiều phái đẹp. Trong khi đó, Trường Giang lại khá nhỏ con và không mấy bảnh bao khi đứng chung với đồng nghiệp. Tuy nhiên, Trường Giang lại là một danh hài xuất sắc khi luôn đem lại tiếng cười cùng những nét duyên đặc trưng trên sân khấu mà không phải ai cũng làm được. Ca sĩ Minh Hằng và ca sĩ Uyên Linh. Có thể thấy được Uyên Linh trông chững chạc và nghiêm túc hơn nhiều so với Minh Hằng, mặc dù cả hai cùng sinh năm 1987. Trong sự nghiệp của mình, hướng đi của cả hai cũng khác nhau. Nếu như Minh Hằng luôn xây dựng hình ảnh dễ thương cùng nét đẹp sexy quyến rũ, thì Uyên Linh lại hoạt động nghệ thuật khá nghiêm túc với những ca khúc đẳng cấp tạo nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Diễn viên Ngô Thanh Vân và danh hài Việt Hương. Đây cũng là một cặp đôi thoáng nghĩ thì ngỡ là chị em trong showbiz Việt, nhưng thực tế hai người lại bằng tuổi với nhau đó. Vẻ ngoài của danh hài Việt Hương dừ hơn hẳn người đồng nghiệp. Cũng giống như ông xã Hoài Linh, chị cũng có một lịch làm việc dày đặc nên không còn đủ thời gian chăm sóc cho bản thân mình và gia đình. Ngược lại, đã nữ Ngô Thanh Vân lại sở hữu vẻ ngoài đầy tươi trẻ, quyến rũ. Hiện tại dù đang tất bật để quảng cáo cho bộ phim Hai Phượng, nhưng chị vẫn dành thời gian tập luyện yoga hay thể dục để gìn giữ vóc dáng và sức khỏe. Chính vì vậy mà Ngô Thanh Vân vẫn trẻ mãi bất chấp thời gian. Ca sĩ Quang Lê, ca sĩ Ân Hoàng Phúc. Nhiều người khá ngỡ ngàng khi biết thông tin Quang Lê sinh năm 1981. Giọng ca hải ngoại thường hát những ca khúc quê hương ngọt ngào nên khán giả tưởng anh nhiều tuổi hơn thế. Một phần lý do khiến Quang Lê bị chê già hơn tuổi vì thân hình ngày càng phát tướng của anh. Bằng tuổi với Quang Lê, nhưng Ân Hoàng Phúc vẫn trẻ trung. Ngoài nguyên do nằm ở dòng nhạc, vợ nam ca sĩ là người mẫu chân dài kim cương cũng rất khéo giữ vóc dáng và có gu thời trang ổn định nên chăm sóc anh ngày càng trẻ ra. Diễn viên Kim Hiền và diễn viên Phi Thanh Vân. Cả hai đều là những diễn viên một thời của điện ảnh Việt. Tuy đã phẫu thuật thẩm mỹ nhưng dường như nhan sắc của Phi Thanh Vân vẫn không thể nào đánh bật được bà mẹ hai con Kim Hiền. Kim Hiền cũng là người đẹp và trẻ so với nhiều nghệ sĩ cùng sinh năm 1982 như Lý Nhã Kỳ, Khánh Thi. Hiện tại Kim Hiền cũng như Phi Thanh Vân chững lại với showbiz hơn khi đã có một gia đình ấm áp và hạnh phúc. Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo, Hoa hậu Hoàn Vũ Phạm Hương.
Đặng Thu Thảo và Phạm Hương là hai nàng hoa hậu nổi tiếng nhất giới showbiz. Tuy nhiên, mỗi người lại mang một vẻ đẹp khác nhau. Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo nổi tiếng với hình ảnh dịu dàng, tinh khôi, đậm chất Á Đông. Ngay từ khi đăng quang, cô đã khiến khán giả hài lòng với vẻ đẹp và khí chất của mình. Sau nhiều năm đăng quang, Đặng Thu Thảo vẫn giữ được độ nóng của mình. Hơn nữa, Hoa hậu Việt Nam 2012 ngày càng hoàn thiện hơn về phong cách thời trang, tinh tế, nữ tính nhưng vẫn cuốn hút. Ngược lại với vẻ mong manh của Đặng Thu Thảo là sự quyến rũ khó cưỡng của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương. Tuy không lọt vào chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ 2015 diễn ra tại Mỹ, nhưng Phạm Hương vẫn chứng tỏ được sức hút của mình trên hàng loạt các diễn đàn và website. Cô mang trong mình vẻ đẹp lai ấn tượng, khuôn miệng rộng và vóc dáng bốc lửa. Mỗi lần xuất hiện, người đẹp sinh năm 1991 vẫn luôn là tâm điểm của sự kiện và báo giới. Đạo diễn Quang Dũng, ca sĩ Tuấn Hân và kiện tướng Chí Anh. Cùng tuổi nhưng đạo diễn của Mỹ Nhân Kế, giọng ca Tìm Lại Bầu Trời hay cựu giám khảo Bước Nhảy Hoàn Vũ sở hữu những phong cách hoàn toàn khác biệt. Quang Dũng có phần dài dặn nhất, sự chín chắn đỉnh đạt của anh có lẽ bắt nguồn từ nguyên nhân anh thường phải đứng mũi chịu sào những dự án điện ảnh hoặc là đạo diễn, giám khảo của nhiều chương trình lớn. Dù đã qua tuổi băm, nhưng Tuấn Hân vẫn giữ được sự trẻ trung, năng động. Anh chàng biết cách hâm nóng hình ảnh của mình bằng việc liên tục thay đổi phong cách và dòng nhạc. Ít người biết Chí Anh cùng thế hệ với Quang Dũng, Tuấn Hân và vừa bước qua tuổi 37. Sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, kiện tướng dance pop vẫn rất trẻ trung và thậm chí là còn nhí nhảnh hơn hẳn cả tuổi thật. Ca sĩ Ông Cao Thắng và diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Vốn sở hữu gương mặt baby nên nhiều người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng khi ông Cao Thắng đã 33 tuổi. Bên cạnh ngoại hình điển trai, phong cách trẻ trung, hiện đại và lịch lãm của cựu huấn luyện viên The Voice Kids cũng là điều giúp duy trì hình ảnh của anh trong mắt công chúng. Cũng là nghệ sĩ tuổi Dần sinh năm 1986, nhưng do bề ngoài xê xòa, thiếu chăm chút, Quách Ngọc Ngon có phần xuống sắc, kém phong độ khi đặt hình ảnh của anh cạnh đồng nghiệp. Ca sĩ Khởi My, diễn viên Bảo Thanh. Với phong cách nhí nhảnh, hài hước, cùng việc tạo hình mái ngố bấy lâu nay, Khởi My vẫn luôn trẻ trung và nếu không biết năm sinh, đa số fan đều nghĩ cô là học sinh cấp 3. Cùng sinh năm 1980, nhưng so với đồng nghiệp Khởi My, Bảo Thanh có phần trưởng thành già dặn hơn hẳn. Ngoài phong cách ăn mặc và trang điểm, việc lập gia đình sớm cũng là nguyên nhân khiến những đồng nghiệp cùng lứa luôn trông non nớt hơn nữ diễn viên sống chung với mẹ chồng. Diễn viên Tăng Thanh Hà, người mẫu Trang Trần. Việc Tăng Thanh Hà và Trang Trần bằng tuổi khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Từng được mệnh danh là ngọc nữ điện ảnh Việt, Tăng Thanh Hà không chỉ được biết đến nhờ tài năng diễn xuất mà nhan sắc kiều diễm của cô cũng khiến các fan mê mẩn. Hiện tại, tuy đã là gái hai con, nhưng khả năng bảo tồn nhan sắc của Tăng Thanh Hà vẫn luôn được xếp vào hàng đỉnh cao. Khác với Hà Tăng, Trang Trần kém trẻ trung hơn do bận rộn với việc kinh doanh để trang trải cuộc sống của mình. Ngoài ra, việc lui về hậu trường, không còn hoạt động trong showbiz nên Trang Trần cũng không quá khắt khe về mặt giữ gìn hình ảnh. Trấn Thành và loạt sao nam cùng tuổi. Trong showbiz Việt, những sao nam cùng sinh năm 1987 như Trấn Thành không phải hiếm. Điển hình trong số đó là hàng loạt tên tuổi ca sĩ như Khắc Việt, Đại Nhân, Hoàng Tuliver, Khánh Đơn và Tim. Cùng 32 tuổi nhưng Trấn Thành khác xa với những nghệ sĩ kia về mặt ngoại hình. Tuy không cao nhưng Trấn Thành có gương mặt sáng sủa, tuấn tú. Anh thay đổi kiểu tóc theo phong cách trẻ trung. So với Khắc Việt, Hoàng Tuliver, nam danh hài Trấn Thành không kém cạnh, song anh lại khá lép vế nếu đặt lên bàn cân so với độ trẻ trung với Tim hay Đại Nhân và Khánh Đơn. Khá hóm hỉnh, lại hoạt ngôn trên các chương trình dẫn sóng, nên Trấn Thành trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều game show. Nhờ đó anh có được cát-xê cao khiến các sao nam cùng tuổi phải ngỡ ngàng. Một số nguồn tin cho hay mỗi tập của một game show, Trấn Thành có thể thu về ít nhất 30 triệu đồng. Chưa kể theo tiết lộ của một bầu show nước ngoài, có lần phải bỏ ra 6.000 đô la để mời Trấn Thành. Gia tài của nam danh hài 32 tuổi này hơn hẳn các sao nam bằng tuổi trong showbiz Việt. Ngoài căn nhà sở hữu riêng, Trấn Thành còn có những bộ sưu tập giày dép, trang phục, quần áo, đồng hồ, túi sách, đắt tiền cho đến chiếc xế hộp được đồn đoán có giá gần 4 tỷ đồng. Nếu như các nam ca sĩ Việt cùng tuổi với Trấn Thành
phần lớn chỉ phát triển riêng một lĩnh vực như ca nhạc, thì nam danh hài này lại rất đa di năng. Độ phủ sóng của Trấn Thành rộng khắp các chương trình truyền hình từ giải trí, âm nhạc, hài cho đến phim ảnh. Anh không chỉ là người dẫn chương trình, diễn viên hài kịch mà còn tham gia đóng phim, quay quảng cáo. Trấn Thành còn lấn sân sang lĩnh vực ca hát, song ca cùng bà xã Harry Won. Độ táo bạo cũng khó ai vượt qua được Trấn Thành. Dù các sao nam bằng tuổi đều mang nét cá tính riêng trong showbiz Việt, nhưng không mấy ai chịu biến hóa nhiều như Trấn Thành. Anh sẵn sàng hóa gái trong nhiều tiểu phẩm, tình huống để chọc cười khán giả.